Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan lấy lời khai chi tiết của 4 nữ tiếp viên và làm rõ về đường đi của hơn 11 kg ma túy. Hiện tại cả 4 nữ tiếp viên đều hợp tác và cung cấp thông tin chi tiết phục vụ quá trình điều tra. Vụ việc được phát hiện vào sáng 16 tháng 3 bởi đội thủ tục hành lý nhập khẩu, chi cục hải quan Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh khi soi chiếu hành lý của phi hành đoàn chuyến bay mang số hiệu VN10 từ sân bay Paris Charles de Gaulle, Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng hải quan có những nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng soi chiếu hành lý của phi hành đoàn. Ngay sau đó, đơn vị này báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để điều động các đội nghiệp vụ cùng tham gia và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an và đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để kiểm tra trọng điểm với nhóm 4 nữ tiếp viên. Ngay sau khi bị phát hiện, 4 tiếp viên hợp tác không có phản ứng. 4 nữ tiếp viên khai tại Pháp, cả 4 người khai nhận lời nhờ vả của một người chưa rõ lai lịch để chuyển một lượng hàng về Việt Nam cho người nhà và được trả công hơn 10 triệu đồng. Khi tiếp nhận hàng là các hộp kem đánh răng, họ nhận thấy không có gì bất thường nên nhận lời chuyển hàng. Những hành lý này đã qua an ninh sân bay tại Pháp và không bị phát hiện, nhưng vừa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị phát hiện. Những tiếp viên này còn khai báo phía giao hàng tại Pháp có thông báo khi về đến Việt Nam thì sẽ có người liên hệ để nhận hàng. Tại họp báo ngày 17 tháng 3, ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về ngày 16 tháng 3. Những người này gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy, 37 tuổi, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. Trong 3 vali hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh sinh năm 1993, có một vali chứa 43 tuýp kem đánh răng hiệu Sinol Express White. Đây là thương hiệu kem đánh răng khá phổ biến và được bán nhiều tại Việt Nam. Cắt những tuýp kem này ra, lực lượng chức năng phát hiện và cân tại chỗ theo cân của đội thủ tục hành lý nhập khẩu được 2,18 kg viên nén màu xám, dạng viên nén như thuốc lắc, ma túy, 1 kg chứa chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh tại chỗ, cả hai mẫu đều có phản ứng dương tính với chất cocaine và ketamine. Tổng cộng lượng ma túy thuốc lắc tiếp viên Quỳnh mang về nước là 3,18 kg. Thứ hai, hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, sinh năm 1993, cũng có 3 vali, 2 xách tay và 1 ký gửi. Kết quả trong kiện hành lý ký gửi có 0,78 kg viên nén xám dạng thuốc lắc, chứa trong các tuýp kem đánh răng. Thứ ba, hành lý của tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1986, cũng gồm 2 vali xách tay, 1 vali ký gửi. Bên trong vali ký gửi, hải quan phát hiện có 43 tuýp kem đánh răng hiệu Sinol Express White. Trong đó có 31 tuýp kem chứa 2,18 kg viên nén xám, 12 hộp kem chứa bột trắng, trọng lượng 1 kg. Như vậy, lượng ma túy và thuốc lắc mà tiếp viên Thủy mang có tổng trọng lượng 3,18 kg. Thanh Thủy là tiếp viên trưởng của đoàn. Thứ tư, hành lý của tiếp viên Đặng Phương Vân sinh năm 1996 gồm 2 vali xách tay và 1 kiện hàng ký gửi. Trong kiện hàng ký gửi, lực lượng chức năng phát hiện có 2,02 kg viên nén màu xám dạng thuốc lắc và 2 kg bột trắng dương tính với chất cocaine. Tổng trọng lượng thuốc lắc và ma túy của tiếp viên Phương Vân mang là 4,02 kg, nhiều nhất trong 4 tiếp viên. Trong hành lý của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg, 12 hộp chứa ketamine nặng khoảng 1 kg. Hành lý của Ngân có 780 g thuốc lắc. Hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamine và cocaine. Trong số 4 người, Đặng Phương Vân là người nhỏ tuổi nhất nhưng mang nhiều hàng nhất, tổng trọng lượng 4 kg. Được biết, Đặng Phương Vân vừa bay được 1 năm. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định,
để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Trong đó, các hãng hàng không được yêu cầu có trách nhiệm chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên, rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không. Chỉ đạo bộ phận an ninh hàng không của hãng tập trung phân tích, đánh giá tình hình, xác định trọng điểm về thời gian, chuyến bay, chặng bay, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động để phối hợp với lực lượng hải quan, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không. Ngoài ra, phải có biện pháp kiểm tra chặt chẽ với các chuyến bay, đối tượng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh. Thực tế, hoạt động của tội phạm mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy qua tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện, sử dụng các thủ đoạn ngụy trang tinh vi như bỏ ma túy vào ngăn giả các túi xách, bao bì, trong các lọ thuốc, thực phẩm chức năng, các hộp bánh kẹo, mỹ phẩm, trong vật dụng gia đình hoặc nuốt ma túy trong người, nhằm đối phó với sự kiểm tra của máy soi và chó nghiệp vụ của hải quan. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng nhấn mạnh, để phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các đối tượng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Trong đó, các hãng hàng không được yêu cầu có trách nhiệm chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên, rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không. Chỉ đạo bộ phận an ninh hàng không của hãng tập trung phân tích, đánh giá tình hình, xác định trọng điểm về thời gian, chuyến bay, chặng bay, đối tượng, phương thức thủ đoạn hoạt động để phối hợp với lực lượng hải quan, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không. Ngoài ra, phải có biện pháp kiểm tra chặt chẽ với các chuyến bay, đối tượng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, hiện nay hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị, sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực. Hiện Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Đại diện hãng bay cũng khẳng định, các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm, đơn vị sẽ không bao che. Làm việc với cơ quan điều tra, các nữ tiếp viên tỏ ra bất ngờ sửng sốt. Những người này khóc, cho biết khi ở Pháp đã được một cá nhân nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Lúc đó do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, họ chỉ xem qua loa vài trip cam và thấy không có gì bất thường. Số hành lý xách tay này cũng qua được sân bay ở Pháp, nhưng khi về đến Tân Sơn Nhất thì hải quan phát hiện có ma túy, nên đã tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao cho C04, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!